Ông định qua mặt tôi tới hồi nào nữa hả? Dù gì nữa em? Ông còn hỏi nữa hả? Là sáng giờ ông đi đâu? Ông đi xúc bình xăng con đúng không? Thì xe hư thì tôi đi xúc bình xăng con, hư bình xăng con rồi xúc bình xăng con, nhưng sao chạy? Đừng nói xe hư nào mà ghé quán cà phê giỏng hả? Thì xe, sửa xe của bạn tôi nó làm quán cà phê sửa làm sao á. Thằng bạn nào? Thằng bạn hay mấy đứa đột mặt đội hiếu giải hả? Thằng cu tí nó đi theo ông, nó về nó kể lại với tôi hết trơn rồi. Mai mốt á, mà xe có hư á, thì cho ông chắc bộ, chứ đó mà đi rửa xe nha. Mặt có cô kìa, nhìn thấy ghét hả, khó ưa thiệt chứ. Tay chân thì làm, không đụng móng tay hết trơn vậy, không phụ việc nhà gì trơn á. Tối ngày miệng thì tàm ngàm càm ngàm càm ngàm hả, tiền đâu? Tiền đâu, tới lương chưa đâu không à. Sao anh, hồi bữa nay anh tới lương rồi phải không? Thì sao biết nữa? Thì mỗi lần anh tới lương em mới dám chửi em vậy, chứ bình thường anh có dám chửi em đâu. Bội hả? Tiền đâu anh? Nè, mới lãnh, chưa kịp cầm nắm tay nữa, đưa cho bà hết luôn rồi đó. Bữa nay là bà phải chịu tôi hết mình luôn nha. Dạ, em biết rồi, bữa nay em sẽ chiều anh tới bến luôn. Thì sao vậy? Anh, em cho anh tiền nè. Thầy, nay cho cái chịu luôn, làm gì tốt đột sức chứ chạy. Thì có tốt gì đâu, em thấy anh giấu dưới lù gạo á, em xách ra cho anh luôn đó. Đấy, cái này... Ừ, vậy anh cảm ơn em nha. Mà mai mốt á, có giấu á, thì đừng giấu dưới lù gạo nữa nghe không. Chuột nó thấy nó cắn nó tham mất tiêu luôn đó. Có cần tiền á, thì nói cho em biết, em đưa cho. Mà đưa em 1 triệu đó đây. Gì nữa, tiền mới đưa mà. Em giữ lại cho, để mai mốt mắc công anh giấu nữa. Trời mai ơi. Mốt có cần thì em đưa lại cho. Tiền đó, tiền này, tiền để anh dành của anh mà em. Anh làm gì rồi, sáng đang ngồi ăn cái ông Tư ra ông kéo anh đi đâu rồi xong rồi nói gì với ông mà giờ anh về anh nằm cũng điêu vậy? Thôi nói bắt công em buồn nữa. Nói đại đi, có chuyện gì mà buồn nữa? Thì ông nói bộ đi giờ sợ không có tivi coi gì đem theo cái tivi siêu phẳng 21 inch như vậy. Làm sao trời, nói gì không hiểu gì trơn vậy? Nãy mình đi có vét cái tivi nào đâu. Thì ông nói gì đó em không biết thì lên Google coi, hỏi chị Google đi. Giải thích cho ông sao á. Lên Google coi đi. Anh đừng có thấy em hiền là anh biết nha. Mới qua nhà bà Tư chơi điều binh diễn tướng có tí xíu hả? Là qua càm nhàm rồi à. Anh có nói gì đâu, thì anh kêu em về nấu cơm với coi con cho con bú kìa. Rồi ngày hôm qua mới lấy có mấy triệu bạc hả, tôi lấy đi đầu tư. Mà chiều mà có trúng một cái á, là cả đống tiền luôn anh biết không. Đầu tư gì đầu tư ba cái số đó. Rồi mốt em ghiền rồi anh xàm ghiền anh mới kêu em đừng có đầu tư đó. Rồi, chưa hết đâu. Chiều ngày hôm qua tôi đi nhậu với mấy đứa em có tí xíu à. Là ông xách xe ra ông rước à, tôi uống chưa có đã gì trơn á. Ai mượn ông vậy? Ai mượn ông rước chi vậy? Thiệt tình. Trời ơi. Đừng có thấy tôi hiền quá mà ông ăn hiếp nha. Anh làm công an với em quá trời luôn anh ơi. Điều gì mà công an với em như vậy? Nãy đi điều bên diễn tướng có chút xíu à, mà công an ập vô với em. Giờ anh nói em á, ai hỏi thì đừng nói em ở đây nha. Rồi rồi em trốn đi trốn đi. Ui, có anh công an nào qua có người trốn này anh ơi. Ơi qua bắt anh ơi. Ủa sao em không trốn đi? Trốn gì mà trốn, tôi chỉ thử lòng ông thôi. Mà nghĩ sao ông báo công an tôi vậy? Ông tính ông muốn tôi bị bắt đúng không? À, ở đâu? Ông hết thương tôi rồi đúng không? Ở đâu? Bữa nay tôi cũng hết thương ông rồi. Trời ơi ông còn. Ờ giỡn.